6 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Vào trong túi. Ôi, nhiều quá, gỡ đấy. Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Nay mình sẽ đi bẫy chim cút xanh. Trước tiên thì mình đi chặt một số cái cọc để mình răng lưới nhé. Răng lưới như tí như đoạn đầu á, các bạn đã xem rồi đó, tính được một số con rồi á.
như lưới có một số con à. Chim cu xanh ơi, nhanh lên nào, ta cần lấy cái bao đây. Thành đầu tiên dưới đất thế này, khó nữa lắm.
Vâng. Xé lưới này. Chờ một lúc để xem còn nào bay không. Giờ mới 6 giờ sáng, chim giờ bắt đầu bay nhiều. Thôi xuống kia chờ một lúc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Quay trong túi. Nhiều quá, nữa đây.